Ngọc Ánh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà với diện tích 40 m, giá cực kỳ rẻ, thiết kế và xây dựng 3 tầng. Tất nhiên sổ đỏ đầy đủ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Và với căn nhà này thì gần với trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao, xung quanh ngập tràn tiện ích chợ dân sinh, trường mầm non tiểu học cấp 1, cấp 2, gần trục đường quốc lộ 6, thuận tiện cho quý vị đi làm ở Chương Mỹ, quý vị đi làm ở Hà Đông. Và căn nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong hết, theo đúng như hiện trạng quý vị có thể dọn đồ về ở ngay. Hướng nhà là hướng Tây Nam, mặt tiền của ngôi nhà 3,8 m. Thiết kế của ngôi nhà, phần mặt tiền của ngôi nhà thì được chủ nhà ốp toàn bộ đá granite cho quý vị. Cửa chính thì thiết kế một lớp cửa là cửa gỗ. Ở đây thì căn nhà này được thiết kế và xây dựng độc lập, mọi người hoàn toàn yên tâm về chất lượng xây dựng. Đường ngõ thực tế, đây là ngõ trước nhà. Ngõ trước nhà được khoảng tầm hơn 2 m và cách với đường ô tô đi lại khoảng tầm 70 m. Thiết kế công năng sử dụng của ngôi nhà 3 tầng 40 m như thế nào thì mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá cụ thể. Thiết kế của ngôi nhà tầng 1, phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh, cầu thang giữa, phòng vệ sinh ở giữa. Hiện tại Ngọc Ánh đang đứng ở đây là phần phòng khách của ngôi nhà. Căn nhà vừa hoàn thiện xong hết, chỉnh chu, theo đúng như hiện trạng là quý vị dọn đồ về ở được luôn trong ngày. Với giá bán hơn 1 tỷ. Bao gồm cả nhà và đất, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng, quý vị có thể trả trước khoảng tầm 600 đến 700 triệu tiền mặt, phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay. Thời gian dài nhất tối đa 30 năm, tối thiểu 3 năm với lãi suất ưu đãi nhất, và thời gian vay mua nhà là thời gian quý vị được vay lâu nhất. Cho nên là nếu như mà quý vị đang có mong muốn mua nhà cũng như là đang có mấy trăm triệu thì đừng bỏ lỡ cái cơ hội tại thời điểm này, bởi vì lãi suất đang rất là hấp dẫn. Phòng khách kia, phòng bếp đây. Phần tủ bếp hoàn thiện xong hết, chỉn chu. Đó, tủ bếp thiết kế là tủ gỗ, mặt bếp ốp đá granite, trên dưới đều thiết kế là gỗ hết cho quý vị. Phần phụ kiện bếp lắp đặt xong xuôi đầy đủ, điện nước xong hết, quý vị chỉ việc dọn đồ về ở thôi. Không gian phòng bếp đây, gạch lát nền, kích thước gạch 60-60 vân đá, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đều đã được lắp đặt đầy đủ hết rồi. Sáng quý vị mua, chiều quý vị về ở. Đặt cọc cũng như là công chứng trong ngày, hoàn toàn yên tâm. Tầng 1 thiết kế thêm một phòng vệ sinh. Ở đây sử dụng công năng dưới phần tầng 1 mọi người nhé. Đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa. Rồi là phần tầng 1 thì chủ nhà ốp gạch lên trên tới tận trần rất là sạch. Cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Xung quanh vị trí của ngôi nhà thì chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2 đầy đủ. Từ vị trí ngôi nhà này gần với trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao. Tính từ vị trí ngôi nhà mà ra tới cổng trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao nó khoảng tầm 800 m mọi người ạ. Cho nên là cũng khá là thuận tiện, quý vị mà đang có con em học ở đó thì cũng có thể cân đối, hoặc là quý vị đi làm ở Hà Đông mà tầm tài chính thấp vừa phải thì có thể cân đo đến cái ngôi nhà này. Diện tích rộng, thoáng, hướng nhà Tây Nam. Ngăn cách giữa phần cầu thang cửa chính thì chủ nhà lắp đặt cho quý vị một vách gỗ CNC. Rồi mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá granite, tay vịn cầu thang thiết kế toàn bộ là gỗ. Nói chung nhà có sao thì em quay review cho quý vị chuẩn chỉnh là như vậy. Đến xem nhà nó chỉ có thế thôi. Trên video như thế nào thì quý vị đến xem là y như vậy. Mời quý vị theo em lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà nhé. Và tầng 2 của ngôi nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị 2 phòng ngủ, thoáng trước, thoáng sau. Cầu thang giữa. Phòng ngủ đầu tiên hướng ra phần mặt ngõ đây ạ. Phòng ốc rộng, thông thoáng, có ban công nhỏ hướng ra phía bên ngoài. Nhìn thực tế ở qua cửa sổ là quý vị có thể nhìn thấy xung quanh hàng xóm. Nằm ở trong khu dân cư đông đúc. Trên phần tầng 2 thì chủ nhà lát gạch vân gỗ cho mình, hệ thống trần thạch cao lắp đặt xong xuôi, phòng ngủ vuông vắn, cửa thông phòng thiết kế toàn bộ là cửa gỗ. Tiếp theo là một phòng ngủ ở phía bên trong. Đây là phần phòng ngủ ở phía bên trong của ngôi nhà nha quý vị. Đây. Thoáng, phòng ngủ rộng, cửa thông phòng, phòng vệ sinh sử dụng cho 2 phòng ngủ trước sau. Đây ạ, phòng vệ sinh ốp toàn bộ gạch lên trên tới tận trần, quạt hút mùi, hệ thống sen cây tắm, bồn cầu liền khối, lắp đặt đầy đủ xong hết, về ở ngay trong ngày. Đấy, đây là phần tầng 2 của ngôi nhà, mời theo em lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé. Và đây là phần tầng 3 của ngôi nhà. Tầng 3 thiết kế công năng sử dụng cho quý vị một phòng ở trên phía tầng 3 đây. Phòng này thiết kế cũng rộng, thoáng y như vậy. Một phòng vệ sinh để chờ ở phía bên ngoài. Đây ạ. Phòng chờ bán theo hiện trạng, cho nên là cái phòng này là quý vị có thể để máy giặt. Nếu như mọi người có nhu cầu sử dụng lắp bồn cầu thêm thì có thể lắp thêm. Còn đây là phần sân phơi. Đây là mặt sau của ngôi nhà cũng như là khu dân cư ở phía phần bên sau. Nói chung nhà có sao thì em quay cho quý vị như vậy. Hướng nhà là hướng Tây Nam, mặt sau là phía Đông, cho nên là nếu như mà mở cửa đằng trước đằng sau ra thì tương đối là thoáng, hút gió. Giá bán thì rất là rẻ, chỉ 1,6 tỷ thôi mọi người, bao mà cái giá đấy là bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Vậy thì mọi người còn chần chờ gì mà không liên hệ ngay với lại Nhà Tốt Ngọc Ánh theo 2 số điện thoại ở phía trên màn hình. Quy căn của bên Nhà Tốt còn có một số căn chỉ có 1 tỷ 250 triệu thôi. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin và sở hữu cho mình một ngôi nhà mơ ước ngay tại thời điểm này thì liên hệ ngay với Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0953 013403 hoặc 0888 041 444 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.